Hello anh em, để mình đánh đờn mà mình không bị kẹt ở ngay cái ba cái ngân đầu tiên này á, mình có thể đánh xuống đây một cách rất là dễ chịu thoải mái á, thì có vài điều mình cần biết, đó là phải nhớ hết nốt trên cây đờn mà. Ok, thì mình sẽ nối cái đó trong cái cuối video, mình sẽ nối mấy cái video để nhớ thuộc hết nốt cần đàn. Mà khi mình nói thuộc nốt cần đàn, mình cái ý mình không phải là mình có thể dò ra nó bằng cách là mì rồi fa son, không phải. Nghĩa là người ta kêu son là mình đánh son, ví dụ như này: son 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 son, mà thì là nhanh nhanh nhất có thể, không? Theo mình thì khoảng 80 cái metronome 80 mà đánh lên xuống 3 lần mà nó không bị lỗi. Ví dụ như tắt thịt 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 thì mình đánh lỗi không được, vậy là mình phải tập, rồi xuống lại, rồi xuống lại, ta ta mình đứng mình suy nghĩ là không được bạn đó, cái này không được chặt, không được đó, là cái đó là chặt, cái đó là mình phải tập. Thì để tập cái này một ngày bạn bỏ 2 phút rồi bạn, nhưng như mình làm vừa rồi là cũng tương đối đủ rồi đó. Nó không thể nhớ bụp bụp liền mà nó là sự sự liên tục ngày này qua ngày kia. Ok, đó là cái đầu tiên ấy. Thì để thoát ra khỏi đây mình phải biết nốt hết cái này, không thôi khó khó thoát lắm. Cái thứ hai thì mới đầu là một nốt, sau đó là ba nốt, là cái đó kêu là triad, thì bạn phải đánh thuộc bản triad của bất cứ âm nào à. Thì khi mình học âm, ví dụ như mình học này là gì, rê trưởng đi, thì mình biết nó có nốt gì: rê âm rê ngay đây, rồi ngay đây pha thăng với lại là la, đúng không ạ? Bạn thuộc cái nốt trên cần đàn rồi, bạn biết, nhưng mà bạn phải nhanh chóng đánh được cái ba cái nốt này trên hết cần đàn, bất cứ ba sợi dây nào mà cũng khoảng tốc độ khoảng cỡ đó đó, vòng 80 ha. Nè, ta 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 không được ha, chặt vậy thấy không? Nè, làm lại nè, là không được. Nhưng như mình làm vậy rồi đúng rồi, đúng ra mình phải làm như này đó, và nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa nếu có thể, không phải là nhanh cái tay mà nhanh cái óc mình đó, mình nhìn nó ra liền, đúng không ạ? Ok, và không phải trên ba sợi dây dưới, mình có thể bắt đầu bằng ba sợi dây dưới nhưng mà không phải trên ba sợi dây dưới, mà ta đánh ngay đây ha. Và mới thể đánh đánh bất cứ sao của nào đó, hay là kêu ba sợi dây nào, kêu bất cứ chỗ nào mình đánh cũng được. Ví dụ như rê rê thứ ngay đây, rê trường ngay đây, rê ngay đây, này rê ngay đây, còn cái rê tiếp nó nằm ở đâu, phải nhanh chóng đánh được liền mạch. Phải để khoảng 80 xong đánh lên đánh xuống, mà bắt đầu cũng giống như là nốt ngày, bạn lấy một cái triad ra, bạn đánh lên xuống 2 phút. Rê trưởng có gì? Có rê, pha thăng và la. Thì rê, pha thăng đâu? Pha thăng đây là rê, đây mình thể đánh đây, 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 đây. Cái rê này rê kế tiếp đâu? Ok, bạn đánh, nếu mà bạn đánh đờn mà cái cần nó dài ra hơn á thì đánh cho hết luôn ha. Đó là cái thứ hai để mình thoát cả cái này. Khi mà bạn nói người sợ ô biết biết cái này rồi sao nữa, rồi rồi làm sao nữa, ví dụ như biết son ngay đây rồi làm sao để, nhưng mà mình muốn đánh đánh hợp âm dưới này sao, thì nếu mà bạn thuộc ba nốt hết thì tất cả những cái này nó đều là cái ba nốt chồng với nhau, ví dụ như son đây nè. Thì nó ngay đây, tại vì hợp âm là chỉ có ba nốt mà nó cứ chồng lên nhau liên tục, cho nên nó nè nè nè, đúng không bạn? Không, thì nếu nếu mình biết cái này là la trưởng rồi thì tất cả những cái kia la trưởng này nè, la trưởng nè, đúng không bạn? La trưởng này, ồ nên nó nằm sát bên nhau luôn. Ok, một cái cuối cùng nữa mà nếu có thể
mình học, mình làm, mình nối các cái âm dai lại với nhau. Ví dụ như mình học âm dai trượng thì mình không có bị dính ở một vị trí. Cái quan trọng là mình thoát ra khỏi vị trí, đúng không bạn? Nè là âm dai son 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 son, nhưng mà mình phải thoát được nó, mình phải biết cách nối nó bạn. Sau khi mình biết, mình tập cách nối nó nhiều lần rồi, mình có thể nối nó một cách tự nhiên mà mình không suy nghĩ tới hình dáng gì nữa đó. Mình có thể đánh, mình có thể nối nó bất cứ dây nào, chỗ nào, mình không có quy tắc nữa. Nghĩa là mình có thể đi lên đi xuống một cách rất là thoải mái, rồi mình sẽ nối mấy cái bài để nối các cái nốt lại với nhau, không không chỉ trượng mà thứ nữa, mà ví dụ như thứ son thứ đi. Mình phải nối được hết tất cả bằng không, thì để nối cái đó thì mình có cái bài tập. Và cái quan trọng nhất là mình phải, ví dụ như mình son thứ, cái mình không có chưng hửng được, mình nói y son thứ nó từ đâu ra, nó từ đây, vậy thì nó có gì, nó có si giảm với lại nửa mi giảm ha, thì mình cứ hai cái mình thấy rõ. Các bạn, đó là thứ, xong rồi hai thoát này cùng vậy nữa, phải có nối nữa. Mình phải nối được đâu bạn. Nối nó bất cứ lúc nào mà không còn quy tắc nào. Cái mình ít đánh nhất, trong khi đó là cái nhiều người đánh nhất, thì mình cho nên là bạn thấy cái tay chân mình nó quờ quạc đúng không, thì nó phải tập, mình thấy mình yếu chỗ nào mình phải tập chỗ đó bạn. Ok, vậy thôi đó, cái này mình chỉ nói là mình ba cách để mình thoát ra khỏi cái ba ba cái này. Thấy nhiều người bị kẹt ở đây lắm, chỗ đây không có gì, chỗ đây rất là hay chứ không phải là giận, nhưng mà nếu mình cứ kẹt ở ngoài thì cũng uổng phí bao nhiêu đây. Ok, thì mình sẽ link mấy cái video đó ngay bên đây, trên đây cũng có, mình link luôn bốn cái video vào trong cái này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.